Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé. Sisu cân mọi concept trên loạt bìa tạp chí mới số kim cửu. Với danh tiếng cùng phong cách thời trang thời thượng, Jisoo hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực thời trang, nữ idol nhận được sự yêu ái đến từ nhiều nhà mốt danh giá. Trong đó có Dior, cô thường xuyên được nhãn hàng đẩy bìa tạp chí và luôn nhận về sự đánh giá cao. Mới đây, tạp chí Marie Claire đã tung năm ảnh bìa số tháng 9. Jisoo chính là nữ thần tượng được nhà mốt Dior Beauty chọn mặt gửi vàng. Đáng nói, đây là lần thứ hai Jisoo được ông lớn cho lên bìa tạp chí của số quan trọng nhất năm kim cửu. Giữ danh phận đại sứ toàn cầu của Dior, Jisoo tiếp tục thể hiện đúng tinh thần của thương hiệu xa xỉ này. Với tấm hình có tông màu đen trắng làm chủ đạo, ánh mắt nữ idol đầy kiêu kỳ. Màu son đỏ giúp gương mặt Jisoo thêm phần thu hút đến sắc đỏ. Cô nàng thể hiện tốt từ gương mặt ánh mắt cho đến cách thả dáng. Tổng thể của Jisoo tạo nên sự hài hòa, sang trọng và không kém phần bắt mắt. Nhiều người chắc nịch rằng màu đỏ trông vô cùng phù hợp với chị cả Blackpink. Tiếp tục chứng minh tài năng bắn ảnh của mình, Jisoo trong concept trong trẻo. Thanh thuần khiến khán giả trầm trồ không ngớt, nữ idol khoe chọn những đường nét hài hòa cùng vẻ đẹp tươi mát. Ngắm qua loạt ảnh, Jisoo đã chiêu đãi người hâm mộ bữa tiệc nhan sắc và thần thái đỉnh cao. Có thể nói, nữ idol có khả năng cân mọi concept chụp ảnh. Trở thành đại sứ toàn cầu của Dior từ tháng 3 năm 2021. Cô nàng liên tục tung hoành từ mảng làm đẹp cho đến thời trang. Sau khoảng thời gian hợp tác với nhà mốt này, Jisoo đã có bước tiến vượt bậc. Giúp danh tiếng nữ idol ngày càng thăng hạng. Ngoài ra, một trong những điều giúp lần lên bìa tạp chí mới của Jisoo bùng nổ chính là thần thái khác biệt với ảnh teaser cho MV Pink Venom. Hai lần được thương hiệu Dior đẩy bìa tạp chí số kim cửu, người hâm mộ tự hào khi biết được sự yêu ái nhà mốt dành cho Jisoo. Đặc biệt, Jisoo cũng chứng minh vị thế của riêng mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau, so với các chị em cùng nhóm, chị cả Blackpink không hề lép vế. Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé.